chào bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đánh nhãn tác trên cái từng cái mặt mặt cắt ha. Bây giờ các bạn vào annotate nè. Nãy mình đã đánh nhãn rồi thì bây giờ tất nhiên là nó đã sẽ có sẵn. Đó, các bạn sẽ chọn freehand nè. Không? Bạn kéo ra. Ví dụ như là bích mù nè, bạn có thể tự đánh nhãn ha. Đây mình sẽ dùng cái nhãn này đó. Rồi đây đánh nè, bấm create similar đó. Tại trước đó mình đánh rồi nên nó sẽ tự nó có ha. Có một cái nữa là sẽ là van một chiều đen 100, mình chưa có đánh ha. Van một chiều đen 100 đó. Các bạn làm theo mình nha. Đây là khớp mềm, khớp nó mềm. Đây 100. Rồi bây giờ mình sẽ bấm VR rồi add cái filter vào. Đó, bắn cáp nè. Solid nè, bạn cứ làm thủ công cho mình đi. Đúng ra là mình sẽ có cái template á, nhưng mà thôi mình cứ làm như vậy đi để cho nhớ ha. Đó. Rồi. Đây sẽ là máng cáp điện nặng ha. Máng cáp điện nặng. Cái thông tin của nó sẽ là máng cáp điện nặng. Đánh không được ha, mình sẽ dùng cái nhãn tác khác. Đây, cái này. Đây các bạn có thể đánh xa, đánh cái size cho nó, với lại kèm theo cái cao độ. Đây thêm cái này nữa. Đế thép u nữa không? Đó. Đây là đồng hồ áp suất. Đồng hồ áp suất này sẽ là Pi accessory ha. Một chiều đây sẽ bạn sẽ đặt cho nó cái tên của cái ống này. Và bên đây cũng vậy, thì các bạn sẽ đặt đây mình hai cái bom, mình đặt hai bên luôn. Ví dụ như mình thấy cái này cao quá mình hạ xuống nè. Đó, bây giờ mình hạ xuống nè. Mình hạ xuống 500, 400 đi. Đó, nó nằm khoảng này.
Chào. Rồi bây giờ mình sẽ tác tiếp. Rồi bây giờ là các bạn sẽ đêm bấm DI đêm. Đó, đêm. Đó, mình sẽ đi. Không, để mà các bạn vẽ chuẩn được thì cần cần một tí kinh nghiệm ha. Không sao hết thì cứ bạn cứ vẽ để biết cái cách. Còn khi mà mình đã mà hình dung được cách làm như thế nào rồi thì mình sẽ chuẩn từng bước. Thì vẽ cái hình thức dạng này thi công này thì nó cũng bằng revit á, cũng khá mệt mỏi. Nó mệt mỏi hơn, mình nghĩ là hình mệt mỏi hơn CAD. Tại do nó dính tới 3D á, nên khi mà mua cái này, mua cái kia nó rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi xong sản phẩm thì nó khá là đẹp. Đó. Này kéo lên đây để bấm để y tiếp điểm điểm này vô tường ha. Đó, như vậy là khá ổn, xong được một một mặt cắt rồi. Bây giờ tới đây lên đây các bạn cũng tiếp tục làm tương tự ha. Multitask thì cái này á. Đây. Tất cả các van này á, là các bạn phải cùng một cái tên. Van cổng D100 ha. Van bi. Từng bước gì mình làm từng bước vậy là tới phim lọc. À, các bạn cứ làm theo mình nha, đừng có cảm thấy nhàm chán ha. Nó là vậy đó, cái công việc thực tế của mình nó sẽ như vậy. Mềm nói mềm bạn cứ cái công việc là các bạn chỉ cần create similar thôi, kéo ra. Rồi, các bạn cũng đừng hỏi mình là sẽ có cái gì đó tác tự động không ha. Nó đều là thủ công không à, mỗi lần chỉnh sửa nó cũng khá là cực nhọc ha. Đó là một cái thực tế thì làm chứ không có đây tới cái này chuyển qua. Rồi giờ tới cái búa nước. Đó. Rồi, búa nước này. Đó. Bên đây các bạn cũng sẽ chỉ tương tự lại thì cũng là van cổng. Đây sẽ có một cái nữa là không có một số thứ mình đã tắt rồi thì tự động nó sẽ đọc tên.
Trước tới phần bốc khối lượng á, mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ gắn tên hết cho mấy cái van luôn. Tại cái van nào giống nhau thì mình sẽ gắn hết. À, nãy bạn thấy là để ý là mình đã bỏ vô rồi đúng không? Đây, tại cái này nó không có tiếp đúng vô nè. Không, nó tiếp đúng vô cái van, còn nó vô cái bit là nó không được, nó khác rồi ha. Vô cái bit là nó không có đọc được. Muốn đọc được là phải gắn lại. Trên nhìn chung thì cũng không đến nỗi là quá lâu, nó tầm khoảng một tiếng, tiếng mấy là các bạn sẽ làm xong. Đó, như vậy nhìn chung là ổn, bây giờ mình sẽ chỉ cần đi đêm nữa thôi. Đó. Escape nha. Escape, bạn bấm tiếp cái này nè, đó nó sẽ đi tiếp. Rồi ở đây bạn sẽ cứ gán tiếp cái filter vào bánh cáp nè, gán luôn nè, gán cái bánh cáp, gán cái bánh cáp với cái đế u vô. Đây bánh cáp thì bạn solid cái đế u cho cái màu khác ha. Cho màu màu đồng á, đồng này nè. Không, nó sẽ có cái màu đồng ha. Không, mình có thể đêm để biết được kích thước. Cách từ 100 đó là mới được vô đúng 100 ha. Tủ, ví dụ tủ coi đặt sao cho hợp lý là nó mét 2 không. Đó, mình chỉ đêm cho bạn thấy vậy thôi ha, còn mình không có chỉnh cho nó chuẩn nha. Còn bạn dù bạn làm thực tế thì cần cái kích thước nó chuẩn á thì các bạn làm chỉnh nha, cũng phải chỉnh. Cách thức là nó như vậy thôi. Rồi xong ha. Và bên đây các bạn muốn đi 3D cũng được luôn. Rồi thì bây giờ đó, cái bước á mà ví dụ van cổng nè, ví dụ như mình chỉnh bấm chuột phải nè, select all instant đó, thì nó sẽ có cái mục này nè, dùng van cổng lên 100 nè, mình chọn hết không. Rồi bấm đây, bấm chuột phải select all instant thì sẽ van một chiều ha, bạn phải nhớ cái tên của nó ha, van một chiều lên 100 thì nó sẽ chọn hết. Thì chút xíu mình bóc khối lượng cho nó dễ thôi chứ không gì. Đây rồi bấm chuột phải select all instant thì sẽ lấy gì, khớp mềm đen 100 hoặc là nối mềm ha, mình nếu mình để là nối mềm ha, nối mềm đi rồi cho nó đồng bộ một tên. Rồi này này van
Van bi DN32 đó. Rồi cái này là gì? Cái này sẽ là Y lọc DN100 đó, gần như đầy đủ ha. Cái này là búa nước nè, ví dụ hai cái đó, búa nước DN100 đó. Đó tạm thời là mình sẽ bóc những cái thứ này. Đó là giờ mình có đầy đủ thông tin ha, tương đối là đầy đủ thông tin. Rồi qua phần tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một bản schedule nhỏ nhỏ nằm đây gồm thiết bị van. Rồi chào bạn. Cái này nằm ra ngoài nè, này kéo lên ha.